Can you see me? See me? Can you? I can. Oh. I can dive. Swimming very well. Các chị biết bơi rồi, các chị tự tin à? Chị sẽ bơi luôn. À, đã có bạn đến giúp rồi. Yo. À, toàn những chị rất là giỏi. Cố lên, cố lên. Khá là căng thẳng. Hey, hey, hey. Swimming together. Swimming with me. Bơi. Ok, xin chào quý vị khán giả của Ru Ba Thân nhá. Hà Giang thì cứ đến hẹn lại lên các bạn ạ. Vào cuối tháng 3 ngày 26, 27 âm lịch thì sẽ có chợ tình Khâu Vai rất là đặc biệt các bạn ạ. Mình cũng đi chợ tình Khâu Vai lần này là lần thứ 3 rồi. Tuy nhiên thì năm nay mình cũng có dịp đến để khám phá xem cái thác Du Già đang hot ở trên Hà Giang này, thuộc xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Rất là hot luôn. Trước khi đến với chợ tình thì xin mời các bạn sẽ cùng với Ru Ba Thân để khám phá cái khu vực thác Du Già này trước nhá. Trung tâm của xã Du Già là các cái bản làng của người Tày các bạn ạ. Khu trung tâm này chủ yếu là người Tày. Trên các dãy núi cao gọi là người Mông sinh sống các bạn. Đấy, khi mà đến Du Già thì chúng ta có thể nghỉ ở các homestay. Homestay thì có cả ngủ cộng đồng và ngủ phòng khép kín nhá các bạn nhé. Ở đây thì cái khu trung tâm xã nó cũng nhỏ thôi, giá thì cũng khá là cao các bạn, bởi vì đa số là người ta tiếp khách nước ngoài nên là giá nó cũng cao. Như cái phòng mình đang ở đây là 400.000. Còn nếu mà ở kiểu cộng đồng, ở ngủ tập thể thì khoảng 100, 130 một người. Đến Du Già chúng ta còn có thể khám phá chợ phiên nữa các bạn ạ. Chợ phiên họp vào sáng thứ 7. Rất là tấp lập bà con nhân dân người Mông cùng một số dân tộc thiểu số khác ở trên vùng núi cao sẽ mang hàng hóa xuống trao đổi mua bán ở dưới trung tâm xã này. Cực kỳ là nhộn nhịp và thú vị. Từ trung tâm thì đi vào đến cái khu thác Du Già đấy thì cũng chỉ độ chừng khoảng 2 km thôi. Chúng ta phải đi xe máy hoặc đi ô tô vào đến chân thác luôn. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong thác nhé. Chắc mọi người đang rất là sốt ruột, muốn xem cái địa điểm rất là hot này nó như thế nào. Các bạn ơi, đi tắm tây nào, à tắm tiên nào. Hello. Like to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Canada. À, dù hay đến từ Canada các bạn ạ, chắc mình chỉ hỏi được thế thôi. Nhưng mà biết là các chị ấy đang đi vào tắm thác thì mình sẽ đi cùng. Không. Oh, trẻ con biết hello kìa. Gió to quá các bạn ạ, không biết là trời có mưa ngay không. Hy vọng là sẽ có được một số cái hình ảnh về cái tương đối về cái thác Du Già là cái địa điểm rất là hot ở trên Hà Giang này cho các bạn cùng trải nghiệm. Từ chỗ các bạn gửi xe để đi bộ chắc cũng khoảng độ 300-400 mét gì thôi. Bắt đầu xuất hiện những cái bãi tắm ở ven đường rồi. Hai em tắm xong rồi à? Bãi tắm còn xa không? Ngay đây thôi à? Ờ, anh cảm ơn. À, đây cái khu trung tâm của nó đây rồi sao các bạn này. À, đây coi các đoàn du khách vẫn tiếp tục di chuyển vào, mặc dù là trời sắp mưa nhưng mà nghe chừng là mọi người không có sợ mưa đâu. Anh bạn này thích xuống đây chơi với các cháu nhỏ người địa phương ở đây. À, các cháu phải là mang nước ra bán các bạn ạ. Chứ không phải đơn giản là chơi đâu. Có cả những gia đình người nước ngoài các bạn nhé, không phải chỉ những bạn trẻ đâu. Mặc dù địa hình vào rất là khó nhưng mà mọi người vào đông lắm. Khá là trơn đấy. Trung tâm này các bạn ạ, rất là đông luôn. Xin chào. Cái thác thì bé bé thôi các bạn ạ. Cái bề ngang của cái khu này nó chỉ độ tầm khoảng 20 mét thôi. Nhưng mà có hàng trăm người các bạn ạ. Cảm giác cái không khí nó như kiểu là mình đang ở nước ngoài ấy. Không phải ở lãnh thổ Việt Nam mình luôn. Đó. Rất là đặc biệt. Đồ uống thì bia Tiger, bia Việt. Mình sợ là sẽ lạnh nhưng mà vào đây thì thấy khá là nóng. Có lẽ là mình sẽ thử xem là nhiệt độ nước thế nào, mình sẽ xuống dưới này mình bơi cùng với lại mọi người ở đây là hòa chung vào dòng nước này. Chắc là mình sẽ vứt đồ ở đây để xuống tới này tắm rồi cho xem. Hả? Các bạn thấy giống ở nước ngoài không? Giống như chúng ta đang ở châu Âu vậy ấy. Let's go, let's go. Can you swim? Can you swim? Có lẽ là chắc là các bạn ấy chỉ ngồi chơi ở đây thôi. Lạnh. Vẫn còn nhiều người chắc là cũng đang đợi để lấy dũng cảm để phi xuống đây các bạn ạ. Trên kia có những cái dòng suối nhỏ lắm, mọi người ai thích gọi là không ồn ào riêng tư thì có thể đi lên trên kia các bạn ạ. Lát nữa nếu mà còn thời gian thì có thể mình sẽ lên đến một tí. Ở đây thì cấm nhảy các bạn, nên là không thấy anh nào biểu diễn ở đây. Nhảy ở có à? Xem là có ai mạnh dạn nhảy không nào. Đây các du khách vừa mới đến này. Đông thật đấy. Ở đây chắc là như kiểu Liên Hợp Quốc các bạn, là chắc là đủ hết quốc tịch của các nước ở trên thế giới này mất. Nhưng mà phần đông là các bạn người châu Âu. Anh em mình sẽ di chuyển thử lên trên này xem nào. Hả? Không gửi, không phải gửi đâu. Cầm đi đoạn thôi mà. Cô gái này dám nhảy này. Úi giời. Wow. Lát nữa mình xong mình nhảy cho nó bằng bạn bằng bè các bạn ạ. Đây... Sâu lắm. Sao đi sâu? Mà lên đây đi ghi hình đã, không thì tí giờ mà xuống nước rét lắm rồi không. Đi. Đây toàn cảnh nhìn từ trên này xuống này. Đó. Đây là cái phòng đông rồi này. Phòng này nhìn như kiểu Lào, cái nước Lào ấy nhỉ. À kìa. Úi rồi. Ê, họ cũng bay rồi này. Ai bay này? Đấy. Bay đi ra ngoài, bay ra ngoài mình đi đâu, bay cấm rồi. Một số du khách Tây thì vẫn bất chấp là cái biển cấm vẫn nhảy các bạn ạ. Cả con cái nhảy luôn. Tâm hãy đi ra góc đằng kia. Cả các cô gái cũng rất là mạnh mẽ các bạn ạ, cũng tham gia trèo lên nhảy ở độ cao không kém gì các chàng trai luôn. Bơi cũng rất giỏi. Em với. Các bạn xem mọi người tắm, nói chung là rất là cuốn luôn, ai cũng muốn hòa mình vào trong cái dòng nước này các bạn ạ. Mình thì bây giờ cũng rất là nóng rồi và sẽ xuống các bạn, sẽ xuống xem là như thế nào. Sao không để ở trên kia, trời ơi. Sao không để ở trên kia? Xong bơi cái nào? Để gọn vào. Một dây quần lại nữa, sóng đánh tụt quần các bạn. Bình thường không sợ tụt nhưng mà xuống nước sợ tụt. Để cùng bạn này luôn. 252 cái thùng nhỉ? Nhưng mà tôn trọng với quy định ở đây các bạn ạ, đã từng có tai nạn ở đây rồi thì nhìn nhảy vui vui từ chỗ này thôi, xong bơi vài vòng, sau đó thì cho các bạn xem thêm một vài cái hình ảnh của du khách ở đây. Rêu trơn các bạn. Cô gái bên này vẫn đang chưa dám xuống này các bạn. Cô gái rất xinh nhưng mà sợ không dám xuống. Trơn quá. Cọc nào đấy không nhỉ? Cọc bây giờ nó rét, nó không ngay đâu. Nó nổi lên đâu. Nó trụt rồi. Xin lỗi. Xin mời các bạn. Ôi mỏi quá. Cứu tôi với. Help me. Lạnh thế à? Đau bụng phết đấy, Lỗi rồi. Có đau bụng không? Tức ngực không? Anh tức ngực không? Ô, chị này có biết bơi không đấy? Từ bình tĩnh. Không, anh bơi đi một vòng ấy, đi cùng anh này mà. Anh này đứng dưới nước không giỏi này. Gió lạnh các bạn ạ, nhưng mà ở đây chắc là sẽ quên lạnh như được các bạn ạ, trong cái không gian này. Number one. Không biết các chị có biết bơi không nhưng mà các chị cũng rất cố gắng để xuống. Chắc là vì thấy mọi người sướng vui quá. Can you see me? See me, can you? I can. Oh. I can dive in. See me very well à? Các chị biết bơi rồi, các chị tự tin à? Chị sẽ bơi luôn. À, đây có bạn đến giúp đây rồi. Yo. À, toàn những chị rất là giỏi. À, để lướt cảnh các chị đang động viên nhau để xuống. Còn hai bạn này nữa. Cố lên, cố lên. Khá là căng thẳng. Hey, hey, you. Swimming together. Swimming with me. Bơi. Mình đã có thể là sẽ rủ bơi cùng cô gái này. Oh, let's go, let's go. Follow me. Xem bạn ấy mình bơi một tay, còn bạn ấy sẽ bơi hai tay. Có thêm sự trợ giúp của bạn trai nữa. Ồ, có bạn này động viên nữa rồi. Bạn trai bạn sẽ động viên. Ok, bạn ấy lặn luôn. Let's go. À, khi mà chúng ta xuống nước rồi ấy, thì mọi người sẽ hòa đồng với nhau hơn. Ồ, cẩn thận rơi với cái dây. Bạn ấy có thể đứng ở dưới nước được, không thua mình một chút nào luôn. Where are you from? Canada. Oh, Canada. Hôm nay mình gặp hai cô gái người Canada rồi, đều rất là thân thiện các bạn ạ. Thank you. Have a good trip. Good trip. Oh. Gặp phải thợ lặn cá các bạn ạ. Các anh bảo là sống lặn cá chứ không phải tìm đồ đâu. Đó. Vừa bơi vừa quay này rất là mệt. Mình sẽ lên bờ và mình quay thêm một vài cái hình ảnh đẹp về khu này cho các bạn cùng xem nhé. Mỏi chân lắm. Ui, đầu tiên vào đây tôi sợ lạnh nhưng mà không lạnh. Em ở đâu đến đây? Bạn này giờ với bạn chia sẻ là bạn đặt trong thành phố Hồ Chí Minh ra du lịch các bạn ạ. Mình cứ tưởng là cô gái vùng cao nhưng mà không phải. Cô gái ở phố. Ô. Oh. Đẹp quá. À, các bạn ấy cũng lựa chọn uống bia Việt các bạn ạ. Có vẻ các bạn ấy cũng thích đồ của Việt Nam mình thôi. Không phải là một cái bia thương hiệu đâu nhá. Cái bia cũng là gọi là bia bình thường ở trên này đấy. Có cả anh thợ lặn này, không biết anh ấy lặn anh tìm cái gì ở dưới suối các bạn ạ. Không biết có phải là du khách rơi cái gì ở dưới không? Hình như có lẽ là có ai đó bị rơi cái gì xuống dưới này. Hả? Tí ra đây nhảy. And can you tell all the people Anh ơi, anh là quản lý ở đây à? Anh có yêu cầu mọi người là không nhảy không? Có giải thích không? Đây là dân toàn này thì bảo thôi. À, tức là mình dân toàn đấy à? Em tưởng có mọi người đây cũng nhắc nhở nhưng mà mọi người không nghe thôi. À. We live back here. Mệt lắm rồi các bạn ạ. Nhưng mà rất là đã luôn. Cảm giác là một hành trình dài mấy trăm cây số đi lên đến Hà Giang các bạn ạ. Ôi đây là xương khớp nó giãn ra, không còn đau lưng nữa. Khỏe hẳn người lên. Các bạn đến Hà Giang thì nhớ vào Du Già nhá, ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Một số du khách thì lựa chọn là uống bia ở trên này và ngắm cảnh thôi, tận hưởng cái thời tiết khí hậu mát mẻ ở đây, chứ cũng không nhất thiết là phải xuống để bơi. Đó. Nó đang hòa vào âm nhạc. Vẫn có du khách tiếp tục đến. Hello. Mặc dù là trời nhà anh em tối rồi, còn có những du khách thì có cách thưởng thức rất là riêng các bạn ạ. Một mình làm bên bờ suối, nghe tiếng nước chảy này thôi. Lắm ấy bao giờ nó chả nhận thế. Ôi ôi ôi. Đường phải đấy. Đó mà đi đường kia kìa. Đường này bố nào dám đi. Chạy bản đi đón khách Tây ấy. Tháng 5 đi Lào.